Ngọc xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc. Và lần đầu tiên xin Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Và nếu bạn nào mà thích những clip của Ngọc thì xin mọi người nhớ like video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ giùm cho em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong buổi tối ngày hôm nay em xin chia sẻ về cái vấn đề về phòng the, chuyện chăn gối vợ chồng mà những người ta rất là giấu giếm, ít ai nói ra. Bữa nay Ngọc xin quay trở lại với cái chủ đề về tình dục học rất là thú vị, những cái kiến thức vô cùng bổ ích luôn. Ngọc muốn gửi đến cho đại gia đình của mình ngày hôm nay, đó là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ đang lên đỉnh. Trời đất ơi, đây là một cái chủ đề mà Ngọc nghĩ rằng các anh chàng của chúng ta rất là muốn biết. Mà khi đã yêu rồi, khi đã quan hệ với một người phụ nữ rồi thì người đàn ông nào cũng muốn biết làm sao cho người phụ nữ lên đỉnh. Và cái dấu hiệu để nhận biết một người phụ nữ đang lên đỉnh là như thế nào, ra sao. Tại vì những người phụ nữ khi mà quan hệ xong rồi thì các anh hay anh chàng hay hỏi: em ơi, em có thích không? Em có thích anh làm vậy không? Có sướng không? Cái người phụ nữ nói mắc cỡ, quay cho mặt chỗ khác, ít ai dám nói ra thẳng vấn đề lắm. Cho nên là ngày hôm nay em là một người phụ nữ rất là mạnh miệng, rất là dạn miệng, mình sẽ nói ha, mình nói rất là thẳng thắn, rất là công khai về cái chủ đề này. Và khi em nói chủ đề này rồi sẽ có nhiều người nói: trời ơi, bộ em làm gái ngành hay sao em gành dữ vậy? Thì em nghĩ rằng là mọi người đã hiểu lầm ý của em rồi. Em không phải làm gái, em là một người phụ nữ, em có những cái kiến thức về tình dục và em muốn chia sẻ với mọi người ở đây với cái cách gọi là chia sẻ, nói chuyện cho vui thôi. Chứ mà mình đừng có hiểu sâu xa quá thì tội nghiệp cho em á, em chỉ là một người phụ nữ bình thường ha. Thì ngày hôm nay em chia sẻ một chủ đề ta nói rất là nhạy cảm và ít ai dám nói ra. Tại vì em không phải là một người có những cái kiến thức về tình dục học, nhưng em có những cái kiến thức thực tế về cái chuyện quan hệ, cho nên là em muốn chia sẻ về cái chuyện là một người phụ nữ thì em biết là khi một người phụ nữ đó lên đỉnh thì sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào. Và đây là một cái vấn đề mà đang gặp phải ở các anh chàng của chúng ta. Khi mà quan hệ với vợ, với bạn gái thì các anh sẽ rất là băn khoăn muốn biết, nhưng mà hỏi thì cô nàng này cũng không có nói ra. Nhưng mà bây giờ chỉ cần các anh nhìn theo cái những cái biểu hiện như sau thì các anh có thể đoán được là người phụ nữ mình đã lên đỉnh nha. Bởi vì để mà làm cho người phụ nữ lên đỉnh là cả một vấn đề chứ không phải dẫn chơi đâu. Một người đàn ông á, chỉ cần ít phút thì có thể lên đỉnh được rồi. Chỉ cần là kích thích đúng cái trụ thôi, là coi như là súng mà lên nòng rồi thì nó đã bắn đạn ra. Nhưng một người phụ nữ mà muốn lên đỉnh thì nó cả một hành trình luôn. Tại vì một người phụ nữ họ lên đỉnh rất là khó ha. Họ phải cần những cái màn dạo đầu, rồi những cái kích thích, những cái hút sò thì nó mới lên đỉnh. Và khi nó cao trào rồi, được quan hệ rồi, ta nói thỏa mãn thì nó mới lên đỉnh. Còn những cái người phụ nữ mà họ chưa đạt được những cái khoái cảm đó thì cái chuyện lên đỉnh đối với họ nó còn xa xưa. Thậm chí có những người phụ nữ ở với chồng 10 năm trời mà chưa bao giờ được lên đỉnh. Phải tự, như người ta tự làm cho người ta sướng thì người ta mới lên đỉnh được. Và Ngọc nghĩ rằng Ngọc, tại vì Ngọc cũng có mấy con nhỏ bạn, nó cũng đã có chồng rồi, Ngọc hỏi thì nó nói là tự làm không à. Cho nên là cái chuyện mà để mà làm cho người phụ nữ lên đỉnh là một người đàn ông nào mà biết làm là người đó giỏi lắm rồi đó. Còn đa phần là những người đàn ông họ quan hệ thì họ chỉ cần biết là mình thích như vậy là được rồi. Và mình sướng là được rồi, chứ còn cái người phụ nữ thì họ không quan trọng. Và họ thậm chí chưa bao giờ hỏi là em có thích hay không. Đó, họ chỉ biết là cô này cô đồng ý quan hệ thì cô đã thích mình rồi. Và cái chuyện mình quan hệ với cô thì cô đã thích rồi. Nhưng mà cái chuyện mà cô đã lên đỉnh hay chưa thì có thể là đây là một cái bí mật, một cái ẩn số mà ít ai biết được ha. Ngày hôm nay em không nói nhiều nữa, bây giờ em vô thẳng vấn đề luôn. Là dấu hiệu để nhận biết một người phụ nữ đang lên đỉnh. Khi các anh quan hệ với một người phụ nữ thì các anh để ý xem cái người phụ nữ đó khi mà gần đến giai đoạn cao trào thì cổ sẽ có những cái biểu hiện như thế này nha. Thì khi một người đàn ông mà quan hệ thì người ta đã biết được là khi người ta lên đỉnh rồi thì người ta xúc ra một lượng tinh trùng. Và cái lượng tinh trùng này nó là một cái gì đó, nó duy trì nòi giống ha. Nó phát triển giống nòi, nó có thể lập thành một em bé. Nếu mà gặp một cái trứng của người phụ nữ thì nó sẽ hình thành một cái bào thai. Và 9 tháng 10 ngày sẽ thành ra một em bé kháu khỉnh dễ thương. Thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Nhưng một người phụ nữ lên đỉnh thì sẽ có những cái dấu hiệu gì? Cái cách mà xuất ra nó có giống như người đàn ông không? Người đàn ông khi mà lên đỉnh thì sẽ bắn ra một lượng tinh trùng nhất định, nhiều hay ít tùy theo cái cơ thể và cái cơ thể của người đàn ông đó. Nhưng mà cái chất lượng thì nó tùy theo những người đàn ông. Nhưng
cái cách một người phụ nữ lên đỉnh thì họ có xuất ra giống như là một người đàn ông không? Có nha, xuất khí nha. Nhưng cái màu sắc và cái mùi vị nó như thế nào? Xuất khí này thì Ngọc đã từng làm cho những video trước rồi, nhưng ngày hôm nay Ngọc cũng xin phép tóm tắt trong cái video này luôn, là khi một người phụ nữ lên đỉnh họ cũng xuất khí như một người đàn ông vậy đó. Nhưng mà nó ra những cái khí này nó vừa trắng trong mà nó có một cái mùi, thì nó nếu mà người nào mà rửa sạch sẽ rồi thì nó không có mùi nước mắm. Còn nếu mà người nào chưa rửa thì nó sẽ có mùi nước mắm ha. Cái đó là em nói thực tế luôn. Và khi quan hệ rồi thì bắt buộc hai bạn phải rửa, vệ sinh sạch sẽ thì mới quan hệ, thì cái điều đó nó sạch sẽ, vệ sinh cho cả hai, có không có bị nhiễm khuẩn. Còn nếu mà cái lượng khí xuất ra tùy theo là có rửa hay chưa. Nhiều khi chưa rửa thì nó mùi nước mắm năm châu ha. Thì cái mùi và cái khí này nó sẽ là một cái khí nó sạch lắm, có thể húp, có thể nuốt, có thể ăn được, rất là bổ dưỡng. Nó là một cái gì đó trong cơ thể một người phụ nữ mà không phải ai cũng có được đó. Và nó giống như là nó là một cái chất bôi trơn trong cái quá trình quan hệ gì đó. Và cái người phụ nữ khi họ quan hệ, họ lên đỉnh rồi thì họ sẽ có những cái biểu hiện về cái gương mặt, cái hơi thở và cái tiếng rên. Thì cái hơi thở nó hơi gấp gáp và nó cái tiếng rên nó cái đây mình không có thể nào mình biểu diễn được cái tiếng rên ha. Và nó kéo dài, thì các bạn nào đã từng xem phim heo thì các bạn đã biết được rồi đó, phim Hai Con Heo đó, thì các bạn đã biết được cái tiếng rên đó rồi. Nhưng cái đó là những người ta đóng phim ha, chứ còn ở ngoài đời thì cái tiếng rên nó không có nghe, nó không có thảm thiết giống vậy, mà nó chỉ là những cái âm thanh nó ngắt quãng, giống như là mình đang làm một cái việc gì đó mệt nhọc mà mình thở không nổi vậy đó, dạng gì đó. Thì khi mà lên đỉnh rồi thì người phụ nữ đó, cái người phụ nữ đó, cái cơ của người ta sẽ co quắp lại, và những cái phần cơ ngay bụng sẽ với hai cái chân sẽ giật, nó dạng như là bị điện giật nhẹ nhẹ vậy đó. Và Ngọc nghĩ rằng đó là những cái dấu hiệu để nhận biết một người phụ nữ lên đỉnh, mình có thể nhìn thấy cái gương mặt của cô ấy tỏa ra một cái gì đó sung sướng đó, thì hạnh phúc tràn đầy đó. Mà một người đàn ông nào mà chứng kiến được cái người phụ nữ lên đỉnh là người đàn ông vô cùng hạnh phúc. Và đây là cái video mà nó rất hữu ích ha. Mong các bạn nhớ like video, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ dùm cho Ngọc ha. Thì Ngọc nghĩ rằng cái chuyện tình dục là chuyện bình thường thôi, ai cũng ăn cơm thì cái chuyện tình dục thì nó chuyện bình thường đó, đâu có gì đâu mà ghê gớm. Cho nên là Ngọc cũng nói chuyện, Ngọc cũng nói rất là thẳng thắn, bình thường, không có gì hết. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã xem clip của Ngọc, và mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.